học cách tỷ phú dạy con mà thấm, đừng cố để tỏ ra thông minh, hãy biết cách che giấu sự khôn ngoan của mình, nước sâu thì càng chảy lặng. John D. Rockefeller không chỉ là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, mà còn là người mở ra thời kỳ thịnh vượng, giàu có suốt bảy thế hệ của gia tộc Rockefeller. Người ta luôn tìm thấy những bài học thấm thía trong từng lời vị tỷ phú này truyền dạy cho con cháu trong nhà. Nhắc tới John D. Rockefeller, mọi người đều biết tới ông không chỉ là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ cái tên này còn đi cùng với hàng loạt danh hiệu như nhà từ thiện, nhà công nghiệp nổi tiếng, ông trùm dầu mỏ. Nhà triết học bơ trường Du từng nhận định rằng ông là một trong hai người quan trọng nhất đóng góp cho việc kiến thiết thế giới hiện đại. Ông cũng được xem là vị tỷ phú giàu nhất mọi thời đại của nước Mỹ khi sở hữu khối tài sản chiếm gần 2% giá trị nền kinh. Tế quốc gia này từ năm 1916, khi chính thức trở thành vị tỷ phú đầu tiên tại đây. Nếu được điều chỉnh theo lạm phát thì ngày nay, giá trị tài sản của ông sẽ tương đương khoảng 418 tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với tài sản của Jeff Bezos, người giàu nhất hiện nay với khối tài sản dòng khoảng 202 tỷ USD. Ông sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cha làm nghề bán hàng lưu động và mẹ làm nội trợ. Trong khi cha ông nổi tiếng chuyên lừa gạt mọi người thì mẹ ông lại dạy cho con trai tính tiết kiệm. Tiền bạc là một động lực đầy ám ảnh trong suốt cuộc đời của Rockefeller. Ông không ngừng trải qua nhiều ngành nghề để kiếm sống và khởi nghiệp, nắm bắt từng cơ hội để làm giàu. Từ buôn bán nhỏ ban đầu, ông tích góp thành lập một công ty. Chẳng bao lâu sau, ông đã làm chủ cả một đế chế hùng mạnh khi kiểm soát tới 90% công suất lọc dầu của nước Mỹ năm 1877. Khi đó, vị tỷ phú mới chỉ 38 tuổi. Theo WEALTH Business, trong cuốn sách do Rockefeller S38 Letter to Hitson, John J. Rockefeller từng đề cập rằng bí quyết để trở thành tỷ phú là nắm vững hai chìa khóa quan trọng. Đây được coi là nền tảng giáo dục cho các thế hệ sau của gia tộc Rockefeller, giúp họ tiếp tục duy trì sự giàu có và thịnh vượng của cả dòng họ trong gần 7 thế hệ tương lai. Chìa khóa 1. Biết cách che giấu sự khôn khéo của bạn John J. Rockefeller từng nói với con trai, đừng quá cố gắng để trở thành người thông minh trong mắt người khác. Đôi khi, chúng ta cần học cách che giấu sự khôn ngoan của mình. Ông đưa ra quan điểm này vì tin rằng những người thông minh thực sự đều đang âm thầm cải thiện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Còn những người chỉ thích phô trương về mình, cố chứng tỏ bản thân thông minh hơn người thì sẽ chỉ thu hút sự ghen tị và các rắc rối không cần thiết. Phàm những người làm việc lớn thì, dù đối mặt với biến thiên của đời sống, đều có thể giữ được thái độ bình tĩnh, ứng biến bình thản và thận trọng. Giống như nước sâu dưới lòng biển lớn, quan trọng nhất là luôn giữ cho mình tâm thái ung dung trước mọi tác động, quan trên mặt nước cho dù sóng to gió lớn như thế nào nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi thong rong áp dụng lý thuyết này vào thương trường trong đối nhân xử thế đúng lúc đúng chỗ có thể giúp chúng ta tránh được những rắc rối không đáng có vì việc chứng minh bản thân là tài giỏi là thông minh trong mắt người khác không hẳn sẽ đem lại lợi ích thay vào đó chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt thậm chí là tiêu cực hơn chìa khóa hai miễn phí không hẳn là miễn phí từ khi còn là một đứa trẻ, John J. Rockefeller đã nhận ra tầm quan trọng của đồng tiền. Ông thường xuyên tìm cách kiếm tiền từ những việc vặt vãnh nhỏ vừa với sức bản thân. Tuy vậy, bản thân ông lại không bao giờ tham những gì miễn phí. Theo quan niệm của vị tỷ phú này, trên thế giới hoàn toàn không có bữa ăn nào là miễn phí. Nếu bạn đã quen với việc nhận những thứ miễn phí, bạn sẽ từ từ nảy sinh cảm giác ỷ lại trong lòng thay vì tìm cách tự kiếm tiền để mua nó bằng thu nhập của bản thân, bạn sẽ chỉ chăm chăm nghĩ xem lần sau mình có thể tiếp tục nhận đồ miễn phí. cứ như vậy, động lực để làm việc chăm chỉ và chính đáng sẽ dần dần mất đi. Sự miễn phí đó khiến bạn phải trả một cái giá đắt đến không tưởng, thay đổi cả tương lai và vận mệnh của một người. hiểu rõ điều này nên John D. Rockefeller luôn coi miễn phí như một cạm bẫy nguy hiểm mà bản thân cần tránh xa. Chính quan điểm này cũng giúp ông lực bớt nhiều ngã rẽ và khó khăn không cần thiết trên con đường lập nghiệp cá nhân của mình khi chứng ngại được giảm xuống ông có thể kiên định với mục tiêu và phương hướng ban đầu qua đó nhanh chóng tích lũy được của cải sau này giòn dê do cơ lơ cũng rất hiếm khi cho con cháu tiền tiêu vặt dễ dàng ông luôn yêu cầu các con phải sử dụng sức lao động cá nhân để đổi lấy thu nhập chẳng hạn như rửa bát lau sàn thu dọn bàn ăn mỗi công việc nhà đều có giá tương ứng Mục đích chính là để ngăn cản suy nghĩ và thói quen ỷ lại của các thế hệ tương lai vào khối tài sản khổng lồ mà các bậc cha chú đã để lại. Học cách tỷ phú dạy con của nhà do cơ sẽ giúp chúng ta thấm được nhiều bài học quan trọng. Người mẹ 45 tuổi đỗ thạc sĩ, tuổi tác không phải cái cớ để trì hoãn, chỉ khi làm được điều này, bạn mới tìm được cuộc sống như mơ. Tin tưởng vào chính mình để vượt lên nghịch cảnh, để có thể cho cuộc đời thêm nhiều cơ hội để nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ. Mới đây, một tài khoản trên nền tảng Đao bừng đã chia sẻ câu chuyện về người mẹ phi thường của mình. Theo đó, bà mẹ, 45 tuổi, đã dành ra khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để học tập với nguyện vọng lấy bằng thạc sĩ. Cuối cùng, cô đã thi vào được khóa nghiên cứu sinh của trường Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc. Nghị lực của người phụ nữ ở tuổi tứ tuần đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Lấy học vấn là mục tiêu phấn đấu, cô đã chứng minh được chân lý, chỉ cần cố gắng và quyết tâm thì con người có thể làm được mọi thứ. Về đến nhà sau một ngày làm việc, người mẹ dành vài giờ đồng hồ để ở bên gia đình và hoàn thành công việc nhà. Sau đó, cô bắt đầu ngồi vào bàn học tập từ 20 giờ cho đến khuya. Nói về ý định thi thạc sĩ, người mẹ đã chia sẻ, già rồi nên trí nhớ cũng kém hơn, khả năng tiếp thu chắc chắn phải nâng cao. Cô con gái cho biết, mặc dù mẹ cô bị trói buộc ở một số phương diện, nhưng bà chưa bao giờ ngừng học tập. Theo đó, cô gái tự nhận cô đã lớn lên trong thế giới đầy năng lượng tích cực của mẹ mình ý chí phân đấu cho lý tưởng của mẹ đã khiến cô gái nhận ra thế giới luôn tồn tại một vị trí xứng đáng cho mỗi người lý ngao một tác gia người đài loan từng nói lúc bạn muốn làm một việc gì đó đừng cảm thấy bản thân quá già và không thích hợp chỉ cần muốn làm thì cứ hành động thôi chỉ khi không áp đặt giới hạn cho cuộc sống thì bạn mới có thể cho chính mình nhiều cơ hội hơn nếu bạn còn ước mơ và muốn sống một cuộc đời ý nghĩa nhất thì hãy nằm lòng hai điều sau một cảnh giác với xu hướng tiêu cực bản chất của con người là luôn nhạy cảm với những điều tiêu cực và dễ dàng đánh mất bản thân một ví dụ thực tế là trong một vụ cá cược tỷ lệ thắng và thua đều như nhau tuyệt đối công bằng nhưng đa số người đều không đồng ý tham gia vì sợ thua nguyên nhân nằm ở chỗ nhiều người luôn sợ hãi trước mất mát và có tâm lý trốn tránh khả năng mất mát hiển nhiên khả năng được và mất đều như nhau nhưng con người lại luôn nhạy cảm với cái mất hơn đây cũng chính là một trong những biểu hiện của xu hướng tiêu cực nhiều lúc chúng ta không dám hành động không dám thử sức đánh cược hoặc chơi liều vì sợ hãi được mất và lo lắng cho đi sẽ không được nhận lại trong cuộc sống đời thường mỗi ngày của chúng ta đều phải trải qua rất nhiều chuyện có tốt và cũng có xấu nếu bạn cảm thấy bản thân gặp quá nhiều chuyện xui xẻo thì hãy suy ngẫm lại chính mình liệu bạn có bị xu hướng tiêu cực rắt mũi hay không có bị làm quá vấn đề hay không có phải chỉ biết tập trung vào những chuyện không hay mà bỏ lơ đi những hạnh phúc vụn vặt trong cuộc sống hay không Thay vì lo lắng được mất thì hãy tập trung để hoàn thành việc mình làm một cách tốt nhất. Điều đáng hối hận ở đây không phải là kết quả thành hay bại, mà là lúc bạn phát hiện bản thân chưa từng cố gắng để làm điều gì đó hay. Tin tưởng chính mình là một cách để tiếp cận đến sự thành công. Tin tưởng là căn nguyên tạo nên sức mạnh tinh thần trong cuộc sống. Tin tưởng vào chính mình giúp chúng ta có đủ dũng khí để xông pha, đối diện với thử thách và trông gai. Cũng giống như câu chuyện của người mẹ thi thạc sĩ ở tuổi 45 trên vì tin tưởng vào bản thân nên cô mới vượt qua những trở ngại về tuổi tác và năng lực hạn hẹp để không ngừng nỗ lực học tập cô đã chấp nhận thu lại cái tôi để vun vén cho gia đình ở nửa đời trước giờ đây cô đã tìm lại được ý chí năm nào để có thể ngẩng cao đầu trong nửa đời về sau thật ra con người khổ nhất là khi phải nhẫn nhịn sống một cuộc đời mà bản thân không hề mong muốn đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân khiến cũng ta đành phải chấp nhận như vậy nhưng một khi đã có cơ hội giúp bạn tìm về những ước nguyện năm xưa thì hãy trân trọng và cố gắng nắm lấy. Tin tưởng vào chính mình để vượt lên nghịch cảnh, để có thể cho cuộc đời thêm nhiều cơ hội để nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ. Niềm tin chính là bạn đồng hành đưa chúng ta đến thành công. Nguồn, The Who. Học trò cũ của Jack Ma được coi là ngôi sao hy vọng của Alibaba, nữ tỷ phú pho dày dạn kinh nghiệm, sở hữu một nhân tố khiến ai cũng tin tưởng không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, Chu Design đã cho mọi người thấy một nhân tố đáng tin cậy, xứng đáng để mọi người đặt kỳ vọng ở bà. Ngôi sao hy vọng của Alibaba. Trong thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc, Alibaba đã là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất và phát triển nhanh chóng nhất. Nhưng vào tháng 11 năm 2020, ngay trước thềm IPO kỷ lục của đơn vị tài chính An Group, Công ty này đã buộc phải dừng lên sàn khi phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cuộc trình đốn từ chính phủ đối với lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, các đối thủ như ZZ.com cũng đang vọt lên rất nhanh khiến Alibaba rơi vào vị trí ngã ba đường. Tờ Nikkei đưa tin, với kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, Alibaba đã bổ nhiệm Chu Design, một học trò cũ của người sáng lập Jack Ma để phụ trách các hoạt động thương mại điện tử quan trọng bậc nhất tại Trung Quốc. Bà cũng là một trong 18 thành viên sáng lập của Alibaba. Kể từ tháng riêng năm tới, Chu Di Dài sẽ bắt đầu phụ trách nhóm thương mại kỹ thuật số mới tại Trung Quốc. Về cơ bản, bà Chu Di sẽ chính thức trở thành người đứng đầu mảng thương mại điện tử trong nước thay thế ông Giang Phan, người được chuyển sang vị trí lãnh đạo nhóm thương mại kỹ thuật số quốc tế. Trải qua 22 năm từ khi được thành lập vào năm 1999, Alibaba đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại, tình trạng cạnh tranh gia tăng. Công ty đang hy vọng sẽ phục hồi hoạt động kinh doanh bằng cách đề bạt một thành viên có ảnh hưởng trong đội ngũ sáng lập. Chu Di chính là ngôi sao hy vọng được mọi người tin tưởng lựa chọn. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Alibaba Daniel Giang đã chia sẻ, đó là một năm khó khăn. Đã đến lúc chúng ta phải có một khởi đầu mới, vì các hoạt động thương mại điện tử trong nước tạo ra phần lớn lợi nhuận và hai trên ba doanh thu của công ty, việc Chu Di được bổ nhiệm đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý từ những người theo dõi Alibaba. Nữ tỷ phú For dày dạn kinh nghiệm. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2019, Chu Di đã được liệt kê trong danh sách những phụ nữ làm khoa học và công nghệ Trung Quốc, Women in Tech của For. Cùng năm này, bà xếp hạng thứ 1008 trong báo cáo Hurun 2019 với khối tài sản tương đương 41 tỷ nhân dân tệ. Đến thời điểm 28/12/2021, theo For ghi nhận, Chu Di hiện là người phụ nữ đang nắm giữ khối tài sản trị giá 11 tỷ USD. Bà đứng thứ hát tác 2524 trong danh sách tỷ phú 2021 của Ford, đồng thời vị trí trong danh sách người giàu Trung Quốc 2020 cũng tăng vọt lên hát tác 344. Bà được Ford giới thiệu với thông tin là nhà đồng sáng lập của Alibaba Group, công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc và là chủ tịch của Alibaba.com, tài sản của nữ tỷ phú 45 tuổi đến từ việc nắm giữ cổ phần trong công ty dịch vụ tài chính An Group trực thuộc Alibaba. Theo thông tin từ Alibaba Group, Kể từ tháng 1 năm 2017, Chu design đã giữ chức vụ chủ tịch nhóm kinh doanh thương mại điện tử công nghiệp, trước đây gọi là nhóm B. Có thể nói, lĩnh vực của bà bao gồm các mảng bán buôn quốc tế và nội địa của tập đoàn, nền tảng Alibaba International Station, alibaba.com, 1688.com, nền tảng thương mại bán lẻ quốc tế AliExpress. Kể từ tháng 3 năm 2021, bà đã giữ chức tổng giám đốc của nhóm kinh doanh thương mại điện tử cộng đồng. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, từ năm 1999 đến năm 2001, Chu Di Giai từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau trong bộ phận dịch vụ khách hàng, bán hàng và giao diện người dùng của Alibaba. Nhờ vậy, bà am hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty. Từ năm 2002 đến năm 2005, bà là giám đốc bán hàng cấp cao của Trang Sườn Tăng tại phòng tiếp thị Trung Quốc của Alibaba. Đội bán hàng qua điện thoại của công ty được Chu Di Giai thành lập. Hiện bộ phận này vẫn phát triển mạnh mẽ, có tới hơn 800 thành viên. Năm 2005, bà được thăng chức tổng giám đốc chi nhánh Quảng Đông, chịu trách nhiệm bán hàng trực tiếp và bán hàng qua điện thoại, tiếp thị và nguồn nhân sự tại tỉnh này. Sau đó, bà từng đảm nhận cả vị trí phó chủ tịch nhân sự của Yahoo Trung Quốc. Từ năm 2007 đến năm 2008, bà là tổng giám đốc bộ phận thương mại quốc tế của Alibaba từ năm 2009 đến năm 2014, bà đảm nhận vị trí phó chủ tịch cấp cao về nguồn nhân lực của Taobao Bao và Alibaba International Station cũng như giám đốc tài năng tại tập đoàn Alibaba. Giai là giám đốc dịch vụ khách hàng của tập đoàn Alibaba từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 1 năm 2017. Nữ học trò cũ của Jack Ma sở hữu nhân tố đáng tin cậy. Chu Di Giai có bằng cử nhân kỹ thuật tại Học viện Công nghệ Điện tử Hàng Châu nhưng theo Cây, bà cũng thuộc lứa học sinh cuối cùng trong sự nghiệp giáo viên của Jack Ma. Sau đó, bà theo ân sư của mình xây dựng sự nghiệp và tham gia vào hoạt động của công ty kể từ khi thành lập Alibaba. Trong số 18 vị La Hán thành lập Alibaba, Chu Di Giai chính là nhân vật số 11. Đây là đội ngũ khởi nghiệp huyền thoại được ghi vào sử sách kinh doanh của Trung Quốc. Trong số 18 người này, có người ra đi với danh tiếng vàng dội, có người thì an nhàn nghỉ hưu sau khi tích lũy được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, người phụ nữ 45 tuổi này vẫn tiếp tục chiến đấu ở tuyến đầu của Alibaba, cống hiến cho tập đoàn và gặt hái vị trí trung tâm quyền lực ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm bắt đầu, khi Jack Ma manh nhà ý muốn từ chức và bắt đầu kinh doanh riêng, ông đã nhận thấy Chu Di Giai là một trong những học trò rất có tiềm năng. Khi ông ngỏ lời, họ cũng đồng ý gia nhập mà không hề do dự, cho dù khi đó. Jack Ma chỉ cho rằng khả năng cao nhất của các bạn chỉ có thể là giám đốc điều hành cấp trung, Ông cũng thẳng thắn bày tỏ, trong tương lai, các giám đốc điều hành cấp cao của Alibaba sẽ vẫn phải thuê từ bên ngoài, theo già Hu Niu. Đối với Chu Di Zai, đi theo Jack Ma là một vụ đánh cược lớn, nhưng bà đã cược đúng. Trong những ngày đầu khởi nghiệp vào năm 1999, bà đã theo làm việc chăm chỉ trong văn phòng công ty. Chính là căn hộ ở hang hầu Lekisai Garden của Jack Ma với mức lương hàng tháng chỉ là 500 nhân dân tệ, khoảng 18 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay. Vào thời điểm đó, Chu Design chưa biết nhiều về Internet. Bà cứ thế trở thành 18 vị la hán của Alibaba, chứng kiến mọi người làm việc cùng nhau, cài vã với nhau, rồi lại cùng nhau đối mặt với hàng loạt thiếu thốn về con người, công nghệ và tiền bạc. Điều duy nhất mà họ không thiếu chính là niềm đam mê kinh doanh. Công việc của Chu Design vào thời điểm đó là dịch vụ khách hàng. Bà từng chia sẻ rằng, vào năm 1999, Alibaba mới được thành lập thì mỗi người chúng tôi đều là nhân viên chăm sóc khách hàng. Đến cả cựu CEO bành lôi của An Financial lúc đó cũng là nhân viên chăm sóc khách hàng trụ cột. Trải nghiệm này đã trở thành mảnh đất màu mỡ để bà tiếp tục làm việc tại các công ty lớn của tập đoàn Alibaba trong tương lai. Bà học được cách điều quân, triển khai các nguồn lực và lắng nghe tiếng nói của khách hàng ở tuyến đầu. Sau khi học đủ kiến THC, Chu Design đã rút ra được những kinh nghiệm chính xác. Bà không chỉ cải cách mạnh mẽ hệ thống khách hàng mà còn cắt bỏ nhiều tính năng không thân thiện với người tiêu dùng và đối tác đồng thời bà cũng là người đi đầu trong việc tung ra chương trình trả hàng hoàn tiền siêu tốc độ không chỉ sở hữu kinh nghiệm dày dặn trên thương trường chu đi giai đã cho mọi người thấy sự nhạy bén đối với tâm lý người tiêu dùng đây là một nhân tố đáng tin cậy và xứng đáng để mọi người đặt kỳ vọng ở bà giai có một tính cách điềm đạm và bà ấy luôn hiểu ý thấu lòng người để đạt được niềm tin của mọi người xung quanh một nguồn tin từ công ty cho biết với nikkei Do đó, chúng tôi có thể tin tưởng bà ấy sẽ góp phần xây dựng lại các tổ chức suy yếu và bồi dưỡng nhân tài. Thông tin và ảnh Bếp, Yahoo Trung ương, Alibaba, Nikkei, 163 Cứ 100 người đối mặt nghịch cảnh, có tới 97 người thất bại. Chỉ hiếm hoi ba người thành công, không phải vì năng lực mạnh mà nằm ở lý do ít ai biết này. Có một khoảng cách lớn giữa những gì người bình thường nghĩ về con đường thành công và cách những người thành công biết con đường thực sự dẫn đến thành công hầu hết mọi người đều cho rằng đường dẫn lối tới thành công giống như một ngã ba đường một con đường sẽ đi thẳng tới thành công và con đường kia sẽ dẫn thẳng đến thất bại đây là nhầm lẫn của rất nhiều người vì thành công không bao giờ chỉ là một con đường thẳng những người thực sự thành công đều biết rằng con đường mình đã đi qua không chỉ ngã ba thậm chí nó là ngã năm ngã sáu hoặc nhiều hơn thế họ phải trải qua thất bại liên tục hết lần này đến lần khác mới có thể đi đến cuối cùng của thành công có nghĩa là, người thành công không chỉ lựa chọn đúng một ngã rẽ mà, họ còn là người trải qua nhiều thất bại nhất. Sau khi học được cách đứng lên trở lại sau mỗi thất bại, họ lại tiếp tục thử thách dò dẫm tiến từng bước trên con đường phía trước. Để xem thành công của một người không phải chỉ xem khi nào người đó thịnh vượng mà hãy nhìn cách người đó đối mặt với nghịch cảnh và vực dậy ra sao. Đây là chìa khóa của tất cả mọi thành tựu. Bản thân thiên tài Apple Steve Jobs cũng từng bị sa thải bởi chính công ty mình tạo ra. Thay vì chấp nhận thất bại, ông lại cảm kích điều đó và tiếp tục trên con đường tiến về phía trước. Chính những va vấp lại giúp ông quyết tâm hơn bao giờ hết. Nếu không nhờ thất bại này, Jobs đã không thể tạo nên hãng sản xuất phim hoạt hình danh tiếng Pixar, Apple cũng khó có được thành tựu ngày hôm nay. Do đó, thất bại và nghịch cảnh chính là thông tin phản hồi. Hãy cảm kích thất bại. Những thất bại không thể tránh khỏi khiến hầu hết mọi người bỏ cuộc. Không ai trong chúng ta lúc nào cũng vượng. Có lúc thịnh thì phải có lúc suy. Làm việc gì cũng sẽ có khó khăn, thất bại, đây là điều hết sức bình thường, nhưng hầu hết mọi người đều chọn cách từ bỏ vì không thể vượt qua được nghịch cảnh ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, để hoàn thành một việc gì đó, bạn sẽ trải qua năm thuận lợi và năm khó khăn. Đương nhiên không ai không tận hưởng và nắm bắt thời điểm thuận lợi khi nó đến trước mắt. Tuy nhiên, khi bắt đầu tới giai đoạn nghịch cảnh liên tục, trong số 100 người thì có tới 50% sẽ cho rằng, nhiều khó khăn như vậy chứng tỏ đây chắc hẳn là con đường sai lầm rồi. Do đó, một nửa sẽ lựa chọn từ bỏ ngay tại đây. Sau đó, tới chặng đường đầy nghịch cảnh thứ hai, 50% còn lại tiếp tục từ bỏ. Rồi tới lần thứ ba, thứ tư, ngày càng nhiều người quyết định quay đầu trên con đường mà mình đã chọn. Có người cảm thấy nghi ngờ về những ngã rẽ đã đi qua, có người không còn niềm tin để tiếp tục tiến về phía trước. Cũng có người đơn giản là không còn đủ sức lực, tâm trí và kinh tế để nỗ lực tiếp. Đôi khi, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa. Trong số 100 người ban đầu, hiện tại chỉ còn 6 người cuối cùng sẽ phải đối mặt với nghịch cảnh thứ năm và ba người. Trong số họ sẽ thốt lên rằng, dù có vượt qua được nghịch cảnh này thì cũng không có gì đảm bảo đây là kết thúc. Biết đâu sau đó còn nhiều nghịch cảnh hơn đang chờ chúng ta ở phía trước. Chặng đường thành công vẫn còn rất xa phía trước vì vậy hãy từ bỏ tại đây và cố gắng hơn vào lần sau. Không ít người đã lựa chọn bỏ cuộc ở giờ phút quan trọng cuối cùng. Trên thực tế, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, rất nhiều người đã có thể đi đến cuối cùng của thành công và thay đổi số phận của mình. Trên con đường thành công gặp nghịch cảnh là điều bình thường, nhưng sau khi trải qua một hành trình dài như vậy, cứ 100 người thì có 97 người chọn từ bỏ, ba người còn lại chưa chắc đã có năng lực mạnh hơn. Có kỹ năng thần sầu hơn so với 97 người còn lại, nhưng họ lại có một thứ khác biệt. Đó chính là sự kiên trì không bỏ cuộc không trốn tránh luôn đối mặt và tìm cách vượt qua nghịch cảnh bằng hết sức của mình vậy nên cuối cùng họ là số ít thành công nghịch cảnh là cơ hội để rèn luyện một con người có thể thấy rằng chìa khóa để kiểm tra sự thành công của một người nằm ở nghịch cảnh đây mới là lúc để phân biệt kẻ thắng người thua hầu hết mọi người đều cho rằng người ta đạt được thành công vì họ may mắn gặp được ít khó khăn đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm dù xuất phát điểm tại đâu thì một con đường bao giờ cũng có rất nhiều ngã rẽ và vấp váp họ có thể đi được xa hơn vì luôn sở hữu quyết tâm cùng tự tin để vượt qua tất cả nghịch cảnh là cơ hội để rèn luyện nên con người và là nấc thang giúp chúng ta trưởng thành thực tế thì trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn gặp phải rất nhiều nghịch cảnh từ nhỏ tới lớn vì vậy chúng ta phải tích cực đối mặt với nó đồng thời rèn luyện bản thân để vượt qua nghịch cảnh đây chính là cách để đưa bản thân chúng ta thành một trong số ít những người thành công những nghịch cảnh là thứ giúp sở ti dóc biến ước mơ tạo nên một công ty sẽ là biểu tượng cho một hay hai thế hệ từ bây giờ cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Hãy tự hỏi bản thân rằng, nếu như Sở Ti bỏ cuộc, thì thế giới sẽ khác biệt như thế nào? Theo học kỳ Bill Zinit, thần chứng khoán Warren Buffett luôn sử dụng một bài test đơn giản này khi cần ra quyết định khó khăn, ai cũng nên biết để cuộc sống thuận lợi hơn. Warren Buffett đã học được cách làm này từ cha mình, sau đó liên tục ứng dụng trong cuộc sống để đạt được những kết quả như ý. Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng Warren Buffett là một thiên tài đầu tư bên cạnh lĩnh vực đầu tư, chúng ta còn nhận được nhiều bài học khôn ngoan hơn cả từ nhà tiên tri của ông mơ Hà. đặc biệt là bài tết được truyền lại từ hotwood buffett, cha của vị tỷ phú này. Bài tết này còn được gọi là nguyên tắc thể điểm nội tâm. ông chủ Burser Hathaway từng chia sẻ rằng, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích từ bố tôi. ông ấy đã dạy tôi rằng, thể điểm nội tâm mới là thứ quan trọng hơn thể điểm bên ngoài. Có rất nhiều người chỉ quan tâm tới thể điểm mà người ngoài đánh giá về mình, nhưng lại quên mất thể điểm tự đánh giá cho bản thân. Thể điểm bên trong đến từ nội tâm và nói lên suy nghĩ thật của bạn. Nó xác định bạn là ai và cách bạn tư duy dựa trên các giá trị, niềm tin của chính mình. Nói tóm lại, đó là đi con đường cấp cao hơn để đạt được thành công. Còn thể điểm bên ngoài là thước đo thành công được xác định bởi những người xung quanh bạn. Nó thường bị thúc đẩy bởi tham vọng muốn được khẳng định mình mọi người sẽ thường cố gắng trả lời những câu hỏi khó hiểu như người ngoài nghĩ gì về tôi về thành công của tôi về hình ảnh của tôi hay về thương hiệu của tôi nguyên tắc này xuất phát từ suy nghĩ cách để có thể quyết định khôn ngoan và sống một cuộc đời viên mãn phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng thể điểm bên trong hay thể điểm bên ngoài một trong những đặc điểm nổi bật của buffett là ông luôn đưa ra quyết định bằng cách đọc thể điểm bên trong của mình thần chứng khoán cũng tin rằng chúng ta có thể tự hài lòng với cuộc sống như vậy dưới đây là những ví dụ về cách tỷ phú đã thực hiện bài test này thành công một. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã truyền lại cho con cái. Trong tiểu sử của mình, Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy con bạn theo nguyên tắc thể điểm bên trong, giống như cách mà cha ông đã dạy ông. Trong giáo dục con cái, tôi nghĩ rằng bài học mà chúng nên học được ở độ tuổi rất, rất sớm chính là trọng tâm mà các bậc phụ huynh chú trọng nhất. Nếu tất cả sự chú trọng đều xoay quanh việc thế giới sẽ nghĩ gì về bạn, sau đó quên mất bản ngã, Mọi thứ sẽ kết thúc với một thời điểm bên ngoài, đây là cách mà vị tỷ phú đã dạy con mình hay. Hãy kết bạn với những người giỏi hơn mình. Buffett từng chia sẻ trên tờ The Snowball bon rằng, một trong những món quà lớn nhất mà tôi nhận được là cơ hội học hỏi từ những người cố vấn của mình. Họ là những doanh nhân và nhà lãnh đạo có kinh nghiệm tuyệt vời trong con đường phát triển. Càng ở bên cạnh những người tài giỏi hơn mình thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều điều có ích, vì bạn sẽ không ngừng được học hỏi từ họ ngược lại nếu bạn cứ ở bên cạnh những người kém hơn thì chẳng bao lâu sau bạn cũng sẽ bắt đầu trượt dài các mối quan hệ thường hoạt động theo cách đó vị tỷ phú đúc kết ba biết khi nào nên từ bỏ ngay từ đầu sự nghiệp của mình buffett nhanh chóng nhận ra rằng thử thách lớn nhất mọi thời đại chính là thời gian để quản lý thời gian hiệu quả ông đã học cách nói không và từ chối học cách bỏ đi khi cần sau đó ông sẽ có đủ thời gian để hoàn toàn tập trung vào những việc quan trọng nhất đối với mình Ông chủ của Bowser Hathaway đã nói, sự khác biệt giữa những người thành công và những người cực kỳ thành công đó là nhóm người thứ hai nói không với gần như tất cả mọi thứ. 4. Đưa ra quyết định lớn nhất của bạn dựa trên sự chính trực. Bạn có thực hiện đúng những gì mình nói ra hoặc lập kế hoạch hay không? Sự chính trực tưởng như chỉ là một phẩm chất đạo đức, nhưng thực tế cũng là một loại kỷ luật của cuộc sống. Giữ được sự chính trực từ lời nói đến hành động giống như việc giữ vững tinh thần trách nhiệm với tiêu chuẩn cao mà không để sự cám dỗ của thể điểm bên ngoài ảnh hưởng. Quá trình làm được điều này vô cùng khó khăn, nhưng bù lại, họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Khi các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định một cách chính trực, mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy toàn bộ tính cách của họ. Đây là cách để xây dựng niềm tin giữa con người. Sự chính trực cũng là một trong những đặc điểm mà Warren Buffett tìm kiếm từ những nhân viên của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông từng chia sẻ quan điểm tuyển dụng như sau: "Khi phỏng vấn nhân sự, chúng ta nên tìm kiếm ba điều ở ứng viên: đó là trí thông minh sáng kiến hoc năng lượng và sự chính trực nếu không có nhân tố cuối cùng thì hai nhân tố đầu tiên sẽ là thứ giết chết bạn nếu phải làm việc với ai đó không chính trực bạn sẽ nghĩ thà rằng họ lười biếng và kém thông minh còn hơn theo inc năm sai lầm khiến người thường dù cố sao chép người giàu nhưng kết quả vẫn chẳng ra sao bí mật của những người giàu có không nằm ở những gì bạn thấy họ làm ngày hôm nay điều quan trọng thường được ẩn trong những câu chuyện đằng sau đó có một số điểm tương đồng giữa những quyết định để tạo ra tiền bạc và những lựa chọn để duy trì nó. Nhưng đa phần sẽ vô cùng khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần sao chép người giàu, bạn rất dễ đi lạc vào những ngã rẽ sai lầm, do đó khó có thể đạt được những thành tựu mong muốn năm sai lầm dưới đây là điều mà mọi người nên nhận thức càng sớm càng tốt. Sai lầm hát tác một chỉ cố thực hiện các mục tiêu lớn. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng những người giàu bắt đầu với những mục tiêu lớn đúng là mục tiêu của họ là lớn nhưng quan trọng nhất là nó dường như không quá lớn đối với bản thân người đó họ biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đó nếu chúng ta bắt chước một cách mù quáng thì thứ nhận lại cuối cùng chỉ là con số không điều này không có nghĩa là bạn không nên đặt ra những mục tiêu lớn tuy nhiên nếu mục tiêu của bạn quá lớn vượt ngoài khả năng hiện tại thì bạn chỉ đang tạo ra những thất vọng cho chính mình thậm chí nó cũng có thể trở thành ác mộng về mặt tinh thần khiến bạn bị ám ảnh không thoát được cái bóng của sự thất bại do đó đừng bao giờ đặt ra những mục tiêu mà bạn không thực sự tin rằng mình có thể đạt được thay vì bắt chước người giàu và đặt những mục tiêu lớn hãy tìm kiếm những mục tiêu thú vị sau đó nuôi dưỡng mục tiêu của mình để nó ngày càng phát triển lớn hơn mỗi ngày sai lầm hát tác hai thương hiệu và hình thức người giàu tăng cường xây dựng thương hiệu và hình thức bề ngoài để duy trì vị thế giàu có của mình nhưng đó không phải là thứ quá quan trọng nếu như bạn mới chân ướt chân giáo trên con đường phát triển sự nghiệp. Rất nhiều người thường đã chi rất nhiều tiền để sở hữu một tủ hàng hiệu, có ngoại hình trải chuốt cầu kỳ. Rồi họ mới phát hiện ra, không ai xung quanh quan tâm tới điều đó. Các công ty tỷ đô cần xây dựng thương hiệu. Nhưng nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh cửa hàng trực tuyến của mình, thứ mà bạn cần là tiếp thị. Giữa hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Tiếp thị là nỗ lực để thu hút những người mới bước vào thế giới của bạn xây dựng thương hiệu là một nỗ lực để khiến mọi người trong thế giới của bạn ở lại và thu hút những người khác tham gia hãy lựa chọn một phương pháp phù hợp nhất với vị thế hiện tại của mình điều này cũng giống với tâm lý càng có nhiều tiền bạn càng trở nên thầm lặng tuy nhiên nếu chưa có tiền bạn nên sẵn sàng gây ồn ào những người giàu có thường tìm về sự an yên nhưng chính thị trường sôi động và ồn ào mới là nơi đưa họ đến được vị trí thành công như bây giờ và khi họ muốn nâng tầm bản thân lên cấp độ tiếp theo, họ sẽ tiếp tục quay lại gây ồn ào. Im lặng trong khi bạn đang bù đầu bù cổ với các gánh nặng tài chính cũng không giúp ích được gì. Sai lầm hát tắc ba, trở nên tự lập. Trên thế giới có không ít ví dụ của tỷ phú tự thân hoặc triệu phú tự thân thành công vang dội. Tuy nhiên, rất nhiều những người giàu có khác lại sở hữu điểm chung, đó là sự ủng hộ. Nếu bạn nghĩ rằng có thể làm mọi thứ một mình và tự đạt đến đỉnh cao, bạn sẽ tự bào mòn bản thân và rất nhanh rơi vào tình trạng kiệt quệ. Những người siêu thành công, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thường là kết quả phấn đấu của cả một đội nhóm. Họ sở hữu các quản lý, huấn luyện viên, trợ lý và rất nhiều người giúp đỡ sau lưng. Nếu bạn muốn lên đến đỉnh cao, bạn phải tìm được đội nhóm hỗ trợ cho mình, giống như sở tát áp phải đi tìm các angel Investor. Đó là một điều hiển nhiên nếu muốn con đường phát triển thuận lợi hơn. Sai lầm hát tác 4, thuyết phục người lạ mua hàng. Nếu bạn không thể mời những người thân cận nhất mua hàng thì đừng chào hàng người lạ đừng nhìn cách người thành công tấn công vào những thị trường xa lạ và bắt chước điều đó muốn mọi thứ đi theo đúng hướng bạn nên có sự khởi đầu ổn định hơn trước tiên bạn phải có khả năng biến những người mình quen biết thành người mua tập trung vào những người đó và giành chiến thắng ở thị trường thân quen sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin cần có sau khi tích lũy vốn kinh nghiệm nhất định đúc rút ra phương pháp thích hợp với bản thân bạn mới bắt đầu học cách tiếp cận người lạ sai lầm hát tác năm nói về thất bại khi đã thành công bạn có thể quay đầu nhìn lại những thất bại giống như một bài học quý giá đó cũng là một trong những điều tạo nên sức hút của bạn tuy nhiên bạn không nên làm điều đó khi trong tay chưa có bất cứ thành tựu gì chia sẻ những khó khăn vấp ngã ở thời điểm này chỉ giành được sự cảm thông từ người thân sự thờ ơ từ người lạ sự khinh thường và nhạo báng từ đối thủ điều này sẽ không mang lại bất cứ nguồn năng lượng nào mà bạn mong muốn hãy để dành những câu chuyện thất bại cho đến ngày thành công của bạn là điều hiển nhiên theo di chơ rồi chi răm. Đây là ba kiểu người luôn thắng trong kinh doanh, không liên quan gì tới chống lưng hay tiền bạc như số đông vẫn tưởng. Từ quan điểm của tỷ phú giàu nhất hành tinh, Jeff Bezos đã chỉ ra ba kiểu người dễ đạt được thành công lớn. Jeff Bezos thành lập Amazon với khởi đầu là một cửa hàng sách trực tuyến trong nhà để xe của mình vào năm 1994. Ngày nay, Amazon đã trở thành đế chế có vốn hóa thị trường khoảng 1.600 tỷ USD và Bezos là người giàu nhất thế giới với tài sản 163,3 tỷ USD theo Forbes. Trên hành trình này, Bezos đã học được những điều quan trọng để trở thành một người thành công trong kinh doanh. Đây là một số lời khuyên hàng đầu của ông ấy. Là một người nuôi đam mê mãnh liệt, trong khi có không ít cuộc tranh luận xoay quanh việc bạn có nên theo đuổi đam mê của mình hay không, Jeff Bezos tin rằng đây là nhân tố rất quan trọng để trở thành một doanh nhân thành công. Bạn phải có một niềm đam mê nhất định đối với lĩnh vực mà mình sẽ phát triển và làm việc nếu không, bạn sẽ phải không ngừng cạnh tranh với những người sụp sôi đam mê. Điều đó sẽ thôi thúc họ liên tục xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Bezos cho biết tại hội nghị rè, mắt của Amazon ở Las Vegas vào tháng 6 năm 2019. Ông nói thêm rằng, điều cần thiết đối với một doanh nhân là trở thành một người nuôi đam mê chứ không phải lính đánh thuê cho đam mê của người khác. Bezos nói, lính đánh thuê chỉ cố gắng kiếm tiền, trong khi những người đam mê có thể xây dựng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Nhờ vậy, họ lại trở thành người luôn chiến thắng và kiếm được nhiều tiền hơn. Người dám chấp nhận rủi ro và thất bại. Để thành công trong kinh doanh, bạn cũng phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro và cũng cần phải đối mặt thất bại. Hiếm có ý tưởng kinh doanh nào không đi kèm với rủi ro. Nếu bạn chưa phát hiện ra thì bạn cần tìm tòi, nghiên cứu thêm về điều đó. Vì vậy, hãy luôn giữ tâm thế chấp nhận rằng mình đang làm một cuộc thử nghiệm mà, kết quả có thể thất bại, bè rốt nói. Và điều đó hoàn toàn ổn. Không phải tự nhiên mà nhà kinh tế học Tơ Gắt đã nói trước thất bại. Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. Bezos là người nổi tiếng với những bước đi táo bạo như thế. Năm 2005, khi cho ra mắt Amazon Bờ Nam, gói nâng cấp dành cho thành viên đăng ký gói dịch vụ viết khi mua sắm trên Amazon. Với mức phí 79 USD mỗi năm, rất nhiều người cho rằng nó là một sản phẩm thất bại. Tuy nhiên, tính đến tháng 4 năm 2018, dịch vụ đã có 100 triệu người đăng ký trên toàn thế giới. Tỷ phú giàu nhất thế giới không phải lúc nào cũng thành công, ông từng đón nhận rất nhiều thất bại, chẳng hạn như mảng kinh doanh Zternon và DailyDit, một dịch vụ giao bữa trưa tại nơi làm việc, hay như phi vụ đầu tư cả trăm triệu đô la vào FirePhone vẫn là một cú ngã đau đớn với vị tỷ phú này. Tuy vậy, Jeff Bezos tiếp tục khuyến khích các nhân viên của mình tại Amazon chấp nhận rủi ro trên thực tế quy mô của rủi ro và thất bại cần phải lớn lên cùng với công ty ông nói chia sẻ tại je mắt vị tỷ phú cho rằng chúng ta cần những thất bại lớn để đạt được thành công lớn cho dù nó trị giá hàng tỷ đô la nếu chưa có những điều đó thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa gặp đủ sóng gió người dám thay đổi suy nghĩ quen biết trao đổi và học hỏi từ những bộ óc có ảnh hưởng nhất trên thế giới rằng Zebbe Rốt đúc rút được rằng những người thường làm đúng là những người biết lắng nghe và thường xuyên thay đổi suy nghĩ của bản thân. Điều tôi nhận thấy ở những người có tầm nhìn xung quanh mình chính là họ thường điều chỉnh suy nghĩ của mình ngay cả khi không có điều gì xảy ra. Từ những thông tin đã có ban đầu, sau một thời gian khi họ ở vào một trạng thái khác và đặt bút phân tích lại mọi thứ từ đầu thì suy nghĩ lại được dẫn đến một kết luận hoàn toàn mới. Có thể nói họ là người thích thay đổi và dám thay đổi. Zebbe Rốt lý giải trên thực tế những người luôn thắng trong kinh doanh thường chăm chỉ suy nghĩ họ luôn vận dụng tư duy của mình để đưa ra các quyết định sau đó tiếp tục suy nghĩ liệu rằng mình có phạm phải định kiến cố hữu nào đó trong thói quen tư duy hay không họ cũng tìm cách tự biện chứng cho những quyết định của mình nhờ vậy những người thành công dần dần lược bỏ được rất nhiều khuyết điểm và hạn chế trước khi bị người ngoài phản bác điều này cũng giúp họ giảm nguy cơ thất bại một cách đáng kể khi biến ý tưởng của mình thành lời nói hành động Tỷ phú Ray Dalio, người đã xây dựng quỹ đầu cơ lớn nhất trên thế giới Bridgewater Associates, cũng từng đưa ra một lời khuyên tương tự. Ông cho rằng nói, một trong số những bi kịch lớn nhất của nhân loại là họ luôn giữ những ý kiến sai lầm trong tâm trí mình. Theo CNBC, cuộc đời đầy dẫy thăng trầm của cha đẻ mì ăn liền, từ vào tù, phá sản tới hết giá trên trời vẫn đắt như tôm tươi. Mì ăn liền chính là kho báu mà Mo Q Ando đã phát hiện ra, từ đó trực tiếp đưa cái tên của ông trở thành một trong những huyền thoại thế giới. Mì ăn liền là một món ăn phổ biến trên toàn thế giới, nhưng có lẽ ít ai biết rằng, sự ra đời của món ăn này xuất phát từ một lần giúp vợ nấu ăn của ông Mo Q Ando. Với phát minh này, ông là một trong những cái tên được vinh dự góp mặt trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất do tạp chí Tham Châu Á bình chọn. Tuy vậy, ít ai biết rằng, cuộc đời của cha đẻ mì ăn liền lại trải qua biết bao thăng trầm, thậm chí từng vào tù ra tội. Vượt nhiều biến cố mới đạt được thành tựu đáng nể như vậy. Momo Fakir Ando là người Nhật gốc Trung Quốc, sinh năm 1910 tại Đài Loan. Là người có đam mê làm ăn, ông bắt đầu mở một công ty kinh doanh sợi dệt từ năm 22 tuổi tại quê hương. Thời điểm đó, do thị trường vẫn còn khá ít người buôn hàng dệt kim nên công ty này đã nhanh chóng ăn nên làm ra. Chỉ sau một năm, Ando đã tích lũy được một khoản tiền lớn, đủ để sang Osaka, Nhật Bản và mở công ty chuyên kinh doanh hàng diệt kim, cùng với thiết bị máy móc. Cũng tại đây, ông theo học khoa kinh tế của trường Đại học Zitut Miokun để mở mang thêm kiến thức. Những tưởng công việc kinh doanh cứ thế thuận lợi phát triển thì chiến tranh thế giới bùng nổ. Rất nhiều đô thị và cơ sở công nghiệp ở Nhật bị tàn phá nghiêm trọng sau những đợt không kích từ thế chiến hay. Hàng loạt nhà máy và cờ hiệu của Ando cũng không phải ngoại lệ nhà xưởng và văn phòng đều thành một đống phế tích, việc sản xuất đình trệ, không cách nào khởi công. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Giang Sơn mà ông vất vả gây dựng đã nhanh chóng tan thành mây khói. Tuy nhiên, những khó khăn đó còn chưa phải là tất cả. Sau đó một thời gian, theo quy định của chính phủ Nhật Bản, các xí nghiệp tư nhân không còn được kinh doanh vật tư nữa. Thay vào đó, chính phủ sẽ thống nhất quản lý vật tư. Trước thay đổi này, trong khi nhiều thương nhân khác bó tay thì Andomo Mofokyu đã nhanh nhẹn đổi hướng ông lập tức tìm kiếm cơ hội để buôn bán linh kiện, động cơ cung cấp cho quân đội. Khi vốn liếng không đủ, ông chấp nối hợp tác làm ăn chung với những người khác. Thế nhưng, vận mệnh vẫn chưa mỉm cười với Ando. Năm 1948, ông bị khép tội trốn thuế và bị bắt giam vào tù. Tới hai năm sau đó, Ando mới được trả tự do. Vào lúc này, thứ mà ông phải đối mặt không chỉ là tình trạng phá sản của bản thân, mà còn là nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng của Nhật Bản. Sau những biến cố lớn như vào tù, phá sản, ít ai nghĩ rằng Momofuku Ando còn có thể đứng lên lần nữa. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh ông vẫn nuôi ý chí thép của một doanh nhân. Thời điểm đó, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Ông Ando đã thành lập công ty thực phẩm xin tại Ikeda, Osaka, Nhật Bản. Đây là công ty nhỏ do gia đình tự quản lý và hoạt động xung quanh việc sản xuất muối, kinh doanh cả bách hóa và thực phẩm. Hồi ấy, bột mì được khuyến khích làm thành bánh mì để ăn vừa nhanh vừa tiện, đỡ phải đun nấu tốn thời gian, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu đang rất khan hiếm. Một số khác vẫn quen ăn gạo và mì nên dùng bột mì để làm mì sợi, tuy nhiên số lượng ít hơn. Điều đó dẫn tới tình trạng phải xếp hàng dài ngoài phố trong băng tiết nếu muốn mua một tô mì nóng. Ông Ando đã chứng kiến điều đó và giấy lên chăn trở. Ông muốn tìm ra cách để làm ra một loại mì sợi chẳng cần đun nấu lâu, chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được ngay. Mong muốn này nhanh chóng được ông đưa vào nghiên cứu, nhưng khó khăn về vốn liếng khiến ý tưởng trì trệ trong một thời gian rất dài. Đồng thời, câu hỏi hóc búa nhất mà ông Ando phải giải quyết là làm thế nào để sợi mì có thể nhanh chóng hút nước sôi và chín trong thời gian ngắn. Tình cờ, trong một lần giúp vợ nấu bữa tối, ông đã tìm ra đáp án cho mình. Khi đó, ông đang đổ mì sợi vào chảo để xào thì nhận ra rằng mì trộn mỡ không chỉ hút nước nhanh hơn ở nhiệt độ cao mà còn chín nhanh hơn. Thế là ông áp dụng phát hiện này vào thí nghiệm. Sau hàng trăm lần thử, cuối cùng thành công cũng đến với người đàn ông ở độ tuổi U50. Đồng thời, để sợi mì có vị ngon, ông ngâm nó vào loại súp nấu từ xương bò hoặc xương gà rồi mới chiên khô. Tháng 8 năm 1958, ông Ando sản xuất thành công lô mì ăn liền vị thịt gà đầu tiên mang nhãn hiệu Ramen, thường gọi là Chicken Ramen. Loại thực phẩm này không cần đun nấu, chỉ cần cho vào bát, rót nước sôi vào đậy kín để một lúc là ăn được ngay. Tính tiện lợi đã khiến chi kin ramen nhanh chóng chiếm được cảm tình của những con người bận rộn, sau đó trở thành món ăn nổi tiếng. Món mì này cũng có lợi thế là bảo quản được rất lâu. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới ra mắt, chi kin ramen được coi là một món ăn sang trọng vì giá bán cao hơn nhiều lần so với mì sợi thông thường. Để sản xuất với quy mô lớn, 4 tháng sau, ông Ando mở rộng công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Nisin tiên phong trong sản xuất và kinh doanh mì ăn liền. Năm 1971, Người đàn ông này đã nối tiếp thành tựu của mình với phát minh mì cốc. Ông lấy cảm hứng từ việc khách hàng sử dụng cốc cà phê để pha mì nên đã cho ra đời loại mì tôm đựng sẵn trong cốc. Thành công vang dội của Ando cũng khiến ngành công nghiệp mì ăn liền trở nên cạnh tranh hơn. Không ít những phát minh mới, những sản phẩm tiện dụng trong đời sống lần lượt ra đời. Chúng ngày càng trở nên phổ biến nhất là sau khi được giảm giá để trở thành một món đồ ăn phổ thông. Những năm 2000, đại đa số người Nhật Bản tin rằng mì ăn liền là một trong những phát minh vĩ đại nhất của quốc gia này. Những cốc mì tiện dụng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa, sau đó lan rộng trên thế giới, sánh vai với hàng loạt sản phẩm công nghiệp điện tử nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc. Momofuku Ando trở thành một thành viên quan trọng trong ngành công nghiệp mì ăn liền. Năm 1964, ông thành lập Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm Ăn liền, nơi đưa ra những hướng dẫn để đảm bảo cạnh tranh công bằng và chất lượng sản phẩm đầu ra. Họ đã đưa ra những ý tưởng mà ngày nay trở thành tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như ghi ngày sản xuất trên bao bì. Bên cạnh đó, Ando cũng là chủ tịch của Hiệp hội các nhà sản xuất mì Ramen toàn cầu. Năm 1999, ông đã thành lập Bảo tàng kỷ niệm phát minh mì ăn liền mang tên ông ở Ikeda thuộc quận Osaka, Momofuku Ando Instant Ramen Museum. Trong suốt cuộc đời mình, ông nhiều lần được hoàng gia và chính phủ Nhật Bản trao tặng những huân chương cao quý. Ông Momofuku Ando bắt đầu nghỉ hưu từ tháng 7 năm 2005 và chỉ đảm nhiệm vai trò chủ tịch sáng lập. Đến đầu năm 2007, ông qua đời tại Osaka vì một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 96 tuổi. Vào năm đó, doanh nghiệp mì của ông vẫn đem tới khoản lợi nhuận đạt 300 triệu USD. Ngôi trường mi âu cần mà ông từng theo học đã xây dựng quỹ học bổng Ando Q. đầy danh giá để trao cho những sinh viên xuất sắc nhất theo học tại đây. Đó chính là một cách để vinh danh vị doanh nhân tài giỏi của thời đại. Phỏng vấn 45 người giàu, tôi nhận ra một thói quen quan trọng để càng giàu có hơn sau mỗi thất bại. Thông qua quá trình mổ xẻ quá trình trưởng thành, kinh doanh và thói quen cuộc sống của 45 triệu phú, tỷ phú xung quanh, giáo sư tiến sĩ Jayner Jay đã nhận ra những nhân tố quan trọng tạo nên thành công của họ. Giáo sư tiến sĩ Jenner Zaitelman, một nhà đầu tư, một chuyên gia tin tức nổi tiếng đã phỏng vấn 45 cá nhân có giá trị tài sản dòng cực cao thông qua các chủ đề. Câu hỏi sát sườn nhất, ông đã mổ xẻ những năm trưởng thành, động lực tự kinh doanh của các triệu phú, tỷ phú. Từ đó, ông có được cái nhìn thấu đáo về các câu hỏi, vấn đề mà giới doanh nhân cũng như thường dân quan tâm. Đó là tiền nhiều để làm gì, tầm quan trọng của kỹ năng bán hàng, sự giàu có là một mục tiêu cuộc đời hay không sức mạnh của sự lạc quan và lòng tin vào khả năng của bản thân các khuynh hướng rủi ro nên tránh và cách giảm thiểu khi ra quyết định thì nên dựa vào lý trí hay trực giác cách đối phó khủng hoảng và thất bại theo phân tích của tác giả hầu hết mọi người đều có năm nhân tố để thành công với tiền bạc chỉ khác biệt ở mức độ mà thôi theo mô hình năm nhân tố mức độ chi phối của năm yếu tố nhạy cảm sự hướng ngoại cởi mở với trải nghiệm dễ hòa hợp và tận tâm là điểm khác biệt chính giữa các cá nhân trong đó, đặc điểm chung của hầu hết đối tượng phỏng vấn chính là thói quen, đi ngược lại ý kiến số đông. Thói quen này thể hiện rõ nét nhất trong các quyết định đầu tư, kinh doanh của người giàu có. Các tỷ phú như Bill Gates, John Rockefeller, ca ai can thường là mục tiêu của sự thù địch gay gắt, nhưng điều đó không làm họ nản lòng hay lùi bước. Sau khi phân tích về cuộc đời và chiến lược thành công của 14 tỷ phú, tác giả Mỹ Martin Ferguson cũng kết luận rằng, những người luôn tuân thủ quy ước, Quy tắc ứng xử xã hội hoặc không thể đối mặt lời chỉ trích hoạt, thái độ thù địch sẽ không có khả năng trở nên thật sự giàu có. Zainer tổ mừng viết rằng hơn một nửa số đối tượng phỏng vấn nhấn mạnh, thói quen đi ngược lại số đông là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của họ. Có gan chống lại ý kiến của số đông có lẽ là điều kiện tiên quyết để đầu tư thành công vì đây là yếu tố giúp nhà đầu tư mua giá thấp, bán giá cao. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện đảm bảo chắc chắn thành công vì luôn có nguy cơ nhà đầu tư chọn sai thời điểm. Ngoài khả năng bơi ngược dòng, người giàu còn có bản lĩnh cao cường khi đối phó khủng hoảng, thất bại, họ biết biến nguy thành cơ. Vua rừng Buffett, Walt Disney, John Rockefeller, Michael Bloomberg trở nên lớn mạnh, giàu có hơn sau khi các vấn đề, sự khủng hoảng xảy ra. Doanh nhân thành đạt có định hướng hành động rất tốt. Định hướng hành động sau khi thất bại có nghĩa là một cá nhân vẫn có thể hành động ngay lập tức sau khi mắc lỗi hoặc thất bại và không ngần ngại tiếp tục công việc của mình. Có thể nói, họ là những con người bên ngoài hối hả, bên trong thong thả. Khi được hỏi đã đối mặt với những tình huống khó khăn bằng tâm lý như thế nào, nhiều đối tượng phỏng vấn cho biết, ngay cả trong cơn khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, họ vẫn bình tĩnh và có thể ngủ ngon. Một số đề cập đến niềm tin tôn giáo và thực tế là đức tin của họ đã giúp họ dây nơ tổ mình nhận định. Một trong những đặc điểm tính cách chính của nhiều đối tượng phỏng vấn trong việc đối phó khủng hoảng, thất bại là họ chịu trách nhiệm cá nhân về những tình huống mà họ nhìn nhận thấy họ cho rằng điều cần thiết không phải là đổ hết trách nhiệm lên hoàn cảnh bên ngoài hoặc sang người khác mà là nhận trách nhiệm về mình điều này dường như mang lại cho họ cảm giác quyền lực và tin tưởng vào khả năng của bản thân ngoài ra trong các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhiều người có xu hướng muốn tạo ra môi trường tích cực cho mọi thứ đặc biệt là về thông tin sẽ tiết lộ cho ngân hàng chủ nợ nhà đầu tư khác theo nhiều doanh nhân giao tiếp cởi mở kịp thời và trung thực với các chủ nợ là yếu tố quan trọng nhất để đối phó bất kỳ khủng hoảng nào Tác giả Zainer giai tổ mừng kết luận, hầu hết các đối tượng phỏng vấn đã được hưởng lợi từ môi trường giáo dục tốt ở bậc phổ thông và đại học, nhưng điều này không làm họ khác biệt với người cùng thời, và thành tích học tập của họ phần lớn là tầm thường. Một phát hiện quan trọng của các câu hỏi phỏng vấn về tiểu sự là không có mối tương quan giữa thành tích ở trường học hoặc đại học với mức độ giàu có mà những cá nhân này đạt được. Những người có thành tích tốt nhất ở trường phổ thông hoặc trường đại học sau này thường không vươn tới đỉnh cao tuyệt đối của sự giàu có. Hơn một nửa số đối tượng phỏng vấn theo đuổi các môn thể thao cạnh tranh hoặc nghiệp dư ở trình độ rất cao. Bằng cách này, họ học cách đương đầu với chiến thắng và thất bại và khẳng định mình trước các đối thủ cạnh tranh. Họ có khả năng chịu đựng sự thất vọng và phát triển lòng tự tin vào chính mình. Hầu hết các đối tượng phỏng vấn không chơi các môn thể thao có tính đồng đội, tác giả đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và siêu giàu viết. Như vậy, có thể thấy giới giàu, siêu giàu nhiều người có xuất phát điểm cũng không thuận lợi gì như học hành lang nhàng khởi nghiệp chảy chật, lên vòi xuống chó liên miên. Nhưng tâm lý hành vi của họ thực sự có nhiều điểm khác biệt người nghèo, và tác giả nơ Nezai Tổ Mừng đã chỉ ra những điều đó cùng những lời khuyên hết sức thực tế về tư duy kinh tế. Sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất để người nghèo có thể vận dụng thoát nghèo, người giàu trở nên giàu có hơn. Khảo sát 773 triệu phú phát hiện ra năm yếu tố, ai sở hữu đủ thì sớm muộn cũng giàu sang, người thành công giỏi biến thùng rác của kẻ khác thành kho báu. Tiến sĩ Thomas Stanley, tác giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về người giàu ở Mỹ, đã nghiên cứu 773 triệu phú hàng đầu trong suốt một thời gian rất dài. Hầu hết họ đều cho rằng nền tảng của sự giàu có bắt nguồn từ năm yếu tố sau đây. Tiến sĩ Thomas Stanley, 19442015 là giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, nhà lý thuyết kinh doanh nổi tiếng. Ông chính là tác giả và đồng tác giả của một số cuốn sách đoạt giải thưởng về người giàu ở Mỹ, bao gồm những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Như Jeremy Linersdo và Jeremy Linersmai trong suốt hành trình của mình, ông từng phỏng vấn và khảo sát 733 triệu phú, chủ yếu là doanh nhân, luật sư, bác sĩ, kế toán. Điều này khiến ông nhận ra rằng hóa ra họ có rất nhiều thứ bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Nghĩ đến cánh nhà giàu, nhiều người thường liên tưởng tới các dinh thự sang trọng, bữa tiệc xa hoa, đám cưới sang trọng, siêu xe, du thuyền, đồng hồ, trang sức đắt tiền, biện pháp kiếm tiền độc nhất vô nhị không giống ai. Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn trái ngược với điều đó. Đa số các triệu phú mà Tiến sĩ Thomas gặp chưa từng chi quá 41.000 USD để mua xe hay 4.500 USD để mua nhẫn đính hôn. Sống trong nhà được xây cách đây 40 năm, trung bình chỉ đi nghỉ nước ngoài khoảng 2 năm một lần, hầu hết không nghiện việc mà dành nhiều thời gian giao lưu với người thân, bạn bè. Thậm chí, một số người cũng tiết kiệm chẳng khác gì người thường như là đánh bóng lại đồ nội thất thay vì mua mới. Đổi các công ty thuê bao điện thoại đường dài, không bao giờ mua hàng từ người bán hàng qua điện thoại, thay hay sửa đế giày. Sử dụng phiếu giảm giá khi mua sắm, mua đồ gia dụng số lượng lớn giá rẻ. Vấn đề không chỉ là tiết kiệm 50 xu lúc này mà là có thể tiết kiệm và đầu tư bao nhiêu tiền trong suốt cuộc đời. Hầu hết các triệu phú đều nhìn về tương lai. Họ thường tính toán chi phí và lợi ích chọn đời của những hoạt động có khả năng tiết kiệm tiền khác nhau, Thomas Stanley nhận định. Nhiều triệu phú chuẩn bị trước danh sách mua sắm hàng hóa chi tiết vì một lý do quan trọng khác, đó cũng là lý do họ sử dụng phiếu giảm giá khi mua hàng. Con cháu họ sẽ quan sát quá trình này và cuối cùng sẽ hiểu được thế nào là một gia đình có tổ chức. Đây là những gì ông đúc kết được. Tuy nhiên, điều phi thường mà Tiến sĩ nhận ra ở giới triệu phú chính là những mẫu số chung làm nên thành công của họ. Phim ảnh Hollywood thường vẽ ra ngoại hình đẹp, vóc dáng siêu mẫu, may mắn nhưng thực tế, các triệu phú đánh giá các yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải hoàn toàn khác biệt. Theo họ, năm nền tảng của sự giàu có là chính trực, kỷ luật, có kỹ năng xã hội, bạn đời ủng hộ và làm việc chăm chỉ. Yếu tố may mắn chỉ xếp ở vị trí thứ 27, gần cuối danh sách 30 yếu tố làm nên thành công. Không một triệu phú nào mà tác giả phỏng vấn nhắc đến việc cá cược, may rủi. Các kỹ năng xã hội ở đây chính là hòa đồng, có tố chất lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng chào mời các ý tưởng, Sản phẩm có cố vấn tốt, khi đó họ có thể nhìn thấy cơ hội mà người khác không nhận ra, kiểu như thùng rác của người khác là kho báu đối với họ. Tìm ra thị trường ngách có lợi nhuận cao, chuyên môn vững vàng, yêu nghề, yêu công việc kinh doanh của mình. Các triệu phú cũng rất đề cao trung thực. Một triệu phú đã dạy con mình như sau, nếu con nói dối một lần, rồi con sẽ phải nói dối thêm 15 lần nữa để che đậy lời nói dối ban đầu. Nếu mỗi lời nói dối cần thêm 15 lời nói dối để che đậy, tức 15 bình phương âm 15. 225, 3.375, 50625. Vì vậy, nên dùng thời gian, năng lượng và trí tuệ để luôn nói thật, trung thực với mọi người sẽ hiệu quả hơn nhiều. Thế hệ giàu có này cũng sở hữu tư duy rất khác biệt trong cách kiểm soát cảm xúc cá nhân. Một triệu phú từng khuyên mọi người rằng khi bị chỉ trích, hãy đợi hai tuần sau đó rồi nổi giận hoặc khó chịu. Sau hai tuần, nếu bạn vẫn muốn nổi giận, hãy đợi thêm hai tuần nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau hai tuần đó bạn vẫn muốn nổi giận? hãy viết cho người chỉ trích một bức thư dài nói ra lý do tại sao bạn muốn nổi giận sau toàn bộ quãng thời gian ấy và quá trình gỡ bỏ khúc mắc bằng cách viết thư bạn có thể hóa giải cơn giận mang tính phá hoại rất có thể bạn thậm chí còn cảm thấy không cần gửi thư các triệu phú khi còn trẻ đã nhận thức được rằng để đạt được thành công làm việc chăm chỉ quan trọng hơn trí thông minh cao do di chuyển vì càng làm việc chăm chỉ bạn càng may mắn hơn họ không cho phép điểm kém phá hủy mục tiêu thành công của mình Hầu hết học cách chiến đấu và cạnh tranh cho các mục tiêu quan trọng từ sớm. Với họ, dũng cảm là chấp nhận thực hiện các hành vi đúng đắn tích cực vốn dĩ gợi nên sợ hãi. Chính những điều đó đã giúp cuốn sách The Miller Nay tên tiếng Việt, lối sống thực dụng của triệu phú trở thành một trong những đầu sách hấp dẫn được giới doanh nhân đón đọc trên toàn cầu. Làm mãi không giàu, đó là vì bạn thiếu đi một phần khôn khéo, học ngay chìm bí quyết hái ra tiền từ một triệu phú USD. Bất kể thị trường như thế nào, bất kỳ ai cũng có thể làm ra tiền trong lĩnh vực của mình miễn là họ đúc kết được một số bài học quan trọng. Những kinh nghiệm đắt giá được bí mật truyền lại từ những người thành công trước đó. Đối với Justin Kobe, một nhà đầu tư bất động sản cực kỳ thành công đến từ California, đã kiếm được hơn 100 triệu đô la. Thành công không đến dễ dàng. Trên thực tế, khi Kobe lần đầu tiên quyết định tham gia vào lĩnh vực bất động sản vào năm 2007, anh đã rơi vào tình trạng mất nhà. Mất xe và phải sống nhờ trên chiếc sofa dài trong nhà của một người bạn ở San Francisco. Anh chính là nạn nhân khi thị trường bị mất giá điên cuồng. Thất bại đó có thể ngăn cản nhiều người, nhưng Kobe thì không. Dù không có tiền, không có tín dụng, anh vẫn quyết tâm dấn thân vào lĩnh vực này cho bằng được. Mỗi ngày, anh gọi điện cho 100 đại lý bất động sản, cho họ biết anh là ai, anh muốn làm gì và tại sao họ nên làm việc với anh. Đương nhiên, Kobe bị treo máy rất nhiều, nhưng anh vẫn cố chấp trong số 100 đại lý đó, sẽ có khoảng 50 người chịu nghe anh nói chuyện, 10 trong số đó sẽ trao đổi ngắn với anh. Và có hai người sẽ thực sự quan tâm đến những gì anh đang nói. Câu bi không ngừng lặp lại điều này trong suốt 9 tháng. Bằng cách nào đó, anh biết mình đã được định sẵn cho điều này. Trong cả năm đầu tiên, câu bi chỉ có thể thực hiện hai thương vụ thì tới năm thứ hai anh đã thực hiện được 6 vụ. Năm tiếp theo, anh có một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc khi con số lên tới 46 và tiếp tục tăng tới 96 vào năm sau nữa. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực phát triển bất động sản quy mô lớn. Sau khi sở hữu 100 triệu đô la trong lĩnh vực bất động sản, Kobe đã học được 9 bài học rất quan trọng mà bất kỳ doanh nhân nào cũng nên lưu ý. Ngày một, bạn phải tin thành công ngay cả trước khi bạn nhìn thấy điều đó. Bất kể bạn đang làm trong lĩnh vực công việc nào, nếu không hình dung được thành công, bạn sẽ không thể đạt được nó. Đối với Kobe, ngay cả thực tế khắc nghiệt đang phải đối mặt cũng không đủ để ngăn anh hướng tới ước mơ của mình anh luôn hình dung về thành công trong tương lai và biến những suy nghĩ đó trở thành sức mạnh thúc đẩy mình tiến gần hơn với ước mơ không có điều đó không một doanh nhân nào có thể thành công hai lý do có trước và câu trả lời đứng sau bất cứ ai muốn đạt được mục tiêu đều cần phải tìm ra một lý do đủ mạnh một khao khát muốn đạt được mục tiêu đó bằng mọi giá điều đó sẽ luôn luôn đến trước nếu lý trí của bạn đủ mạnh thì nó sẽ giúp bạn đạt được bất cứ điều gì Kobe phát hiện ra rằng anh có khát vọng thành công cháy bỏng và không muốn chỉ sống một cuộc sống tầm thường. Đó là cách anh đạt được thành tựu như hôm nay. Ngày ba, tiến bộ chỉ xuất hiện khi bạn vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Tất cả chúng ta đều có những niềm tin và nỗi sợ hạn chế kìm hãm bản thân trong cuộc sống. Chúng ngăn cản chúng ta đạt được ước mơ của mình, nhưng mức độ tiến bộ lớn nhất chỉ có thể xuất hiện khi chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi đó. Major Lundfer Gusson từng nói, cuối cùng thì chúng ta hiểu ra một cách sâu sắc rằng, mặt khác của mọi nỗi sợ hãi chính là tự do. Kobe biết khi một nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí mình, anh sẽ ngay lập tức phải tìm cách giải quyết nó. Ngày 4, đừng bị tê liệt bởi suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta thường suy nghĩ và phân tích quá nhiều thứ trong cuộc sống. Chúng ta nghĩ đến mọi khả năng xấu nhất, nhưng rồi lại chùn bước chính vì điều đó. Thành công sẽ không bao giờ xảy ra khi bạn còn giữ thái độ như vậy. Trừ khi bạn nắm bắt cơ hội, phải ra ngoài và tìm kiếm, kết quả sẽ luôn tốt hơn việc ngồi một chỗ, chờ đợi mọi thứ tự đến với mình. 5. Xây dựng kế hoạch nghiêm túc để đạt được kết quả. Câu bi phát hiện ra rằng, anh cần một kế hoạch hành động để thành công. Với mục tiêu đã định sẵn, nếu kết quả đi sai hướng thì anh ấy sẽ điều chỉnh lại, tạo ra một kế hoạch khác phù hợp hơn. Ban đầu, điều đó có thể mất nhiều thời gian và công sức, nhưng nó đảm bảo bạn sẽ đạt được mục tiêu. Ngày 6, đôi khi bạn kiếm ra tiền, nhưng đôi khi bạn chỉ học hỏi mà thôi. Trên hành trình cố gắng, đừng để sự thất bại khiến bạn nản lòng. Đôi khi bạn thuận lợi kiếm tiền theo đúng kế hoạch, nhưng đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với vấp ngã và học được rất nhiều từ chính những trải nghiệm đó. Hãy tiếp nhận cả hai bằng nội lực của mình rồi tiếp tục các kế hoạch đặt ra. 7, tìm ngay một nhà lãnh đạo, một người cố vấn dày kinh nghiệm. Bất kể điều gì xảy ra, bạn phải tìm một người có thể cố vấn cho bạn. Họ sẽ có thể hướng dẫn bạn đi đúng hướng và trở thành điểm tựa khi bạn cần. Thời điểm mà Kobe nhận được 100.000 USD đầu tư đầu tiên, anh ấy đã dành 25% số tiền đó để mời một huấn luyện viên bậc thầy và điều đó giúp anh đạt được những bước tiến vững vàng để phát triển sự nghiệp. 8. Đừng ngại ngần khi tận dụng mọi nguồn lực sẵn có. Xung quanh chúng ta có rất nhiều nguồn lực và tài nguyên. Chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội để nhắn tin cho những người có ảnh hưởng trong bất kỳ ngành nào. Chúng ta có thể gửi email cho các nhà lãnh đạo ngành hoặc những người khổng lồ kinh doanh. Đừng ngại yêu cầu trợ giúp hoặc các kênh internet để tìm thấy những doanh nhân cùng chí hướng khác trong hành trình của mình. Ngày 9, không bao giờ từ bỏ, cho dù thế nào đi nữa. Các mục tiêu lớn cần có thời gian, do đó bạn phải học cách kiên trì. Cho dù bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào đi nữa thì hãy luôn tự đứng dậy, chỉnh trang quần áo và xuất hiện trở lại. Đó là tâm lý để đạt được chiến thắng. Nếu mọi thứ không theo ý bạn, đừng đi sai đường. Đôi khi, hãy thử lại và đừng quên tiếp tục di chuyển. Giống như cách bờ lưu bờ Giáp ly từng nói rằng, tham vọng là con đường dẫn đến thành công, còn sự bền bỉ chính là phương tiện giúp bạn vượt qua con đường đó. Theo An chấp bí thuật kiếm tiền của tỷ phú, 20 dùng sức, 25 dùng mưu, còn sau 30 tuổi ai thấu hiểu điều này cũng nhanh chóng giàu sang. Suốt cuộc đời kinh doanh và làm giàu của mình, tỷ phú Lý Gia Thành đã đúc rút ra một quy luật kiếm tiền bất biến, luôn đúng trong mọi trường hợp. Quy luật này được đúc rút bằng câu nói, trước năm 30 tuổi, chúng ta kiếm tiền bằng thể lực và trí tuệ, còn sau 30 tuổi, chúng ta phải kiếm tiền bằng tiền. 20 tuổi dùng sức để kiếm tiền. Giai đoạn đôi mươi là khởi đầu mà một người chập chững chuẩn bị để bước vào xã hội. Ở độ tuổi này, điều mà chúng ta có nhiều nhất chính là sức khỏe và sự nhiệt huyết. Do đó, đây cũng là thứ giá trị nhất mà bạn có thể bán cho nhà tuyển dụng điều mà bạn cần có được trong giai đoạn này không phải một công việc thu nhập cao mà là vốn sống và kinh nghiệm làm việc chỉ cần đó là môi trường tốt phù hợp với lĩnh vực mà bạn muốn phát triển đồng thời đem tới cho bạn cơ hội để trải nghiệm và học hỏi đó chính là giá trị cần phải tích lũy hãy tranh thủ quan sát công ty hoạt động như thế nào công việc vận hành ra sao tiến trình để giải quyết vấn đề phát sinh là gì và được thực hiện thế nào đây đều là những thứ mà bạn không thể hiểu rõ nếu chỉ đọc từ sách vở Do đó, đôi khi đồng lương phải đánh đổi bằng sức lực, bạn phải dành nhiều thời gian cho những công việc lặt vặt mỗi ngày. Hãy cứ vui vẻ chấp nhận. Ở độ tuổi có thể chịu khó, chịu khổ thì tại sao không chịu khó va chạm để học hỏi và tích lũy được nhiều hơn. Bạn mới đôi mươi, con đường tương lai phía trước còn rất dài. 25 tuổi dùng mưu để kiếm tiền. Sau vài năm đi làm, bạn đã có được những kinh nghiệm và kỹ năng cơ bản, cũng tích lũy hiểu biết về lĩnh vực của mình đây là thời điểm bạn phải chứng minh năng lực để đạt được những cơ hội thăng tiến tốt hơn tri thức sẽ là hành trang và vũ khí quan trọng để làm được điều này thông qua nền tảng tri thức tích lũy suốt thời gian qua bạn có thể cải thiện góc nhìn tìm ra hướng sáng tạo và đột phá cho dù trước mắt chưa đạt được kết quả thành công thì trên hành trình này bạn vẫn từng bước củng cố nâng cao năng lực của mình năng lực của bạn càng cao nguồn thu nhập của bạn sẽ càng lớn bạn càng đầu tư cho tri thức thì thành quả bạn nhận được lại càng xứng đáng Đương nhiên, cần bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt vào đúng phương hướng. 30 tuổi dùng tiền để kiếm tiền, dùng sức để kiếm tiền thì giá trị lao động tính theo giờ, dùng trí kiếm tiền thì được tính theo năng suất và khả năng. Còn nếu bạn biết dùng tiền để kiếm tiền thì giá trị sẽ là vô hạn. Đó là nguyên tắc bất biến mà ai cũng có thể hiểu được, nhưng không phải ai cũng dám làm và có thể làm tốt. Rất ít người có thể giàu lên chỉ trong một đêm. Số người có thể duy trì sự giàu có của mình lại càng ít ỏi hơn nữa. Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân, các nhà đầu tư nổi tiếng vẫn thường có những lúc thất bại, thua lỗ, thậm chí trắng tay vì các quyết định sai lầm. Tuy vậy, họ vẫn dám hành động, vì đó là cơ hội để đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ hàng tháng cho chính họ. Đồng thời, sau mỗi thất bại, họ lại càng đúc rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu để từ đó rút ngắn con đường dẫn tới sự giàu có. Sau đây là những gợi ý nhỏ mà bạn cũng cần biết để có thể dùng tiền kiếm ra tiền, cần một người đồng hành đáng tin trong kinh doanh, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Để một mình vừa lên kế hoạch, vừa tìm kiếm thị trường, vừa đối mặt với toàn bộ rủi ro sẽ là một việc rất áp lực. Những gánh nặng này có thể khiến bạn rơi vào trạng thái bất an và vội vàng, từ đó ảnh hưởng tới tâm trí, có thể đưa ra quyết định sai lầm và dẫn tới thất bại. Ngược lại, khi bạn có một người cùng chí hướng, đam mê và chung con đường, bạn sẽ bớt cô đơn hơn. Khi bạn dối trí, họ sẽ là người giúp bạn thức tỉnh để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn sức mạnh của nhiều người gộp lại cùng cộng hưởng với nhau sẽ là nguồn động lực lớn để bạn đương đầu với sóng gió trong kinh doanh điều này đặc biệt hữu ích với những người kinh doanh nhưng có sức lực và nguồn vốn còn hạn chế có hiểu biết về kênh đầu tư mình lựa chọn bên cạnh kinh doanh bạn cũng có thể lựa chọn đầu tư vào một kênh nào đó trên thị trường đương nhiên biện pháp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường trước vì vậy cần phải tìm hiểu thật kỹ và học nghiêm túc về nó trước khi bắt đầu có như vậy bạn mới hiểu được quy luật vận hành và tránh được những rủi ro có thể xảy ra kiếm tìm quý nhân để học hỏi và phát triển bản thân cách nhanh nhất để đi đến thành công là học hỏi từ chính những người thành công bạn lựa chọn đúng thầy thì càng có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm quý giá đó cũng là người giúp bạn tìm đúng hướng đi ngay từ ban đầu tránh việc đi sai đường và lỡ mất thời gian công sức một quý nhân như vậy đem tới những giá trị vô hạn mà bạn không thể đong đếm Cô dầu mỏ Mỹ dạn con nên biết ơn thay vì ghét bỏ một kiểu người nếu muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Một sự việc xảy ra trong chuỗi ngày thơ ấu đã khiến tỷ phú Jockerfeller lập ra lời thề, một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Jockerfeller là tỷ phú đầu tiên trên thế giới với tài sản cá nhân hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tài sản của ông từng bằng 1,5% GDP của Hoa Kỳ. Tuy vậy, lở lại xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Khi còn nhỏ, ông phải sống dựa vào sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Rockefeller đã luôn tìm tòi mọi cách để có thể kiếm tiền. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, khó khăn vô vàn, nhưng nhờ vào sự nỗ lực và ý chí tuyệt vời, ông từng bước xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Không chỉ là doanh nhân giỏi, John Davison Rockefeller Senior còn là một người cha tuyệt vời. Những lời dặn dò của ông dành cho con cháu đều cho thấy được tầm nhìn hơn người. Cũng nhờ vậy mà gia tộc của ông giàu sang đến tận bảy đời. Trong suốt cuộc đời mình, vua giàu mỏ đã viết cho con trai tổng cộng 38 lá thư. Điều đáng bất ngờ chính là nội dung trong những bức thư này đều là những lời dặn dò rút ra từ những bài học cuộc sống quý báu mà bản thân ông đã từng trải qua và tự mình chiêm nghiệm. Lá thư dưới đây là một trong những lời dặn dò kinh điển nhất của ông gửi tới con trai. Trong lá thư này, ông dặn con muốn thành công và giàu có thì nên biết cảm ơn những người đã coi thường, xúc phạm mình. John thân mến, cha và mẹ con đã rất ngạc nhiên về cách con đàm phán với ông Morgan. Chúng ta không ngờ rằng con có đủ can đảm để đối đầu với cái hầu bao độc đoán và lớn nhất phố quân đó với sự đĩnh đạc, khôn khéo, văn minh và kiểm soát hoàn toàn đối thủ của mình. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có được những đứa trẻ tuyệt vời như con. Trong thư con gửi, con kể với cha rằng ông Morgan đã cư xử thô lỗ và có ý định xúc phạm con, và cha nghĩ con đã đúng. Trên thực tế, ông ấy đang cố gắng trả đũa cha bằng cách hạ thấp con để thay thế con biết đấy lần này morgan đề nghị thành lập liên minh với cha vì lo sợ cha sẽ là mối đe dọa đối với ông ta cha tin rằng phi vụ hợp tác đó là miễn cưỡng bởi vì morgan hiểu ông ấy và cha là những toa tàu chạy trên hai đường dây không ai trong chúng ta thích con đường của đối phương cha phát ngán khi nhìn thấy vẻ tự mãn kiêu ngạo của ông ta cha nghĩ chắc hẳn ông ấy đã tự làm bản thân khó chịu khi đề nghị hợp tác với cha nhưng morgan là một phù thủy kinh doanh Ông ấy biết rằng cha không quan tâm đến phố Won và cha cũng không sợ những lời đe dọa. Vì vậy, nếu muốn hiện thực hóa tham vọng thống trị ngành công nghiệp thép của Mỹ, ông ấy phải hợp tác với cha. Nếu không, điều chờ đợi ông ấy sẽ là một cuộc cạnh tranh sinh tử. Những người giỏi tư duy và giỏi hành động đều hiểu phải loại bỏ kiêu ngạo và định kiến. Họ cũng biết rằng không bao giờ được để định kiến cản trở thành công của mình. Ông Morgan là một người như vậy. Do đó, mặc dù không muốn giao dịch với cha, nhưng ông Morgan vẫn hỏi cha liệu có thể gặp ông ấy trong văn phòng chủ tịch Sở Tender oi không. Bất cứ ai kiên trì đến phút cuối cùng trong một cuộc đàm phán nhất định sẽ có lợi, vì vậy cha nói với Morgan, "Tôi đã nghỉ hưu và tôi rất vui được gặp ông tại nhà của tôi nếu ông muốn." Ông ấy thực sự đã đến, quyết định này rõ ràng đã khiến ông ấy cảm thấy phải hạ mình. Nhưng Morgan có lẽ không ngờ được khi bàn đến những vấn đề cụ thể, cha sẽ nói, "Tôi xin lỗi, ông Morgan." Tôi đã nghỉ hưu, và tôi nghĩ con trai tôi John sẽ rất vui khi nói chuyện với ông về thỏa thuận đó. Chỉ có một kẻ ngốc mới không nhận ra cha đang khinh thường Morgan một cách trắng trợn. Nhưng ông ấy đã kiềm chế và nói với cha rằng, ông ấy muốn con đến văn phòng phố quân của ông ấy để nói chuyện. Và cha đã đồng ý. Trả thu người khác chính là một cuộc tấn công chống lại chính mình. Ông Morgan có vẻ không hiểu sự thật này, dẫn đến cuối cùng, để giải tỏa cơn tức giận trong lòng, ông ấy đã để con có cơ hội kiểm soát nó nhưng dù sao đi nữa cha đánh giá cao việc ông morgan luôn tập trung vào những gì bản thân muốn đạt được bất chấp những lời xúc phạm trắng trợn của cha dành cho ông ấy con trai của cha chúng ta lớn lên trong một xã hội theo đuổi phẩm giá và cha biết đối với một người yêu nhân phẩm điều đó có nghĩa là bị sỉ nhục nhưng nhiều khi dù bạn là ai đi chăng nữa ngay cả tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ cũng bất lực trong việc ngăn chặn những lời xúc phạm từ người khác vậy chúng ta nên làm gì có phải là để chống trả trong cơn giận dữ và bảo vệ nhân phẩm, hay đối xử với nhau bằng sự bao dung và độ lượng, hay phản hồi theo những cách khác? Con có nhớ, cha luôn giữ một bức ảnh tập thể chụp các bạn học cấp 2 trong bộ sưu tập ảnh của mình. Không có cha trong bức hình đó, chỉ có những đứa trẻ thuộc những gia đình giàu có mà thôi. Nhiều thập kỷ sau, cha vẫn trân trọng nó, và trân trọng cả khung cảnh nơi bức ảnh đó được chụp. Đó là một buổi chiều, thời tiết đẹp, và cô giáo nói với chúng ta rằng một nhiếp ảnh ra đến để chụp ảnh các học sinh trong lớp cha đã từng chụp ảnh rồi, nhưng rất hiếm khi. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo khó, chụp ảnh là một điều xa xỉ. Ngay khi nhiếp ảnh gia xuất hiện, cha đã tưởng tượng ra cảnh được lọt vào ống kính, cười tươi hơn, tự nhiên hơn, đẹp trai hơn, thậm chí bắt đầu mừng tượng ra cảnh về nhà và nói với mẹ như báo tin vui, mẹ ơi, con chụp ảnh rồi. Nhiếp ảnh gia đã chụp đó và nó thật tuyệt vời. Cha nhìn chằm chằm và nhiếp ảnh gia đang cúi xuống để điều chỉnh khung cảnh với ánh mắt phấn khích, ước gì ông ấy chụp ảnh nhanh hơn nhưng cha đã phải thất vọng người thợ chụp ảnh có vẻ là một người theo chủ nghĩa duy mỹ ông ấy đứng thẳng người lên rồi chỉ vào cha và nói với giáo viên của cha cô có thể đưa học sinh đó ra ngoài được không quần áo của thằng bé quá tồi tàn rồi cha lúc ấy vẫn là một học sinh yếu đuối phải vâng lời giáo viên chỉ có thể im lặng đứng lên không làm ảnh hưởng đến khung cảnh tươi sáng của đám con nhà giàu ăn mặc đẹp đẽ ngay thời điểm đó cha cảm thấy mặt mình nóng lên nhưng cha không tức giận, không cảm thấy có lỗi với bản thân, không phàn nàn rằng bố mẹ không cho cha ăn mặc đẹp. Trên thực tế, họ đã làm mọi cách để cho cha được học hành đến nơi đến chốn. Nhìn khung cảnh được ghi lại trong ống kính của nhiếp ảnh gia, cha nắm chặt bàn tay và tự thề với lòng mình rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Được một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho có đáng là gì? Được họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới vẽ cho mình một bức chân dung mới đáng tự hào? Con trai, lời thề của cha khi đó đã trở thành sự thật. Trong mắt cha, ý nghĩa của từ xúc phạm đã thay đổi. Nó không còn là lưỡi dao sắc bén tước đi phẩm giá của cha nữa mà là động lực mạnh mẽ, như một sức mạnh áp đảo. Thúc giục cha vượt lên phía trước, thúc giục cha theo đuổi mọi điều tốt đẹp. Không hoa khi nói rằng nhiếp ảnh gia đó đã truyền cảm hứng cho một đứa trẻ nghèo trở thành người giàu nhất thế giới. Ai cũng có lúc được vỗ tay tán thưởng để khẳng định thành tích, hoặc để khẳng định phẩm chất, nhân cách, đạo đức của mình. Cũng có lúc chúng ta bị công kích, xúc phạm, ngoại trừ ác ý cha nghĩ lý do khiến chúng ta bị xúc phạm là do khả năng của chúng ta kém khả năng này có thể liên quan đến việc làm người hoặc liên quan đến việc thực hiện các công việc nói tóm lại điều đó khiến con không nhận được sự tôn trọng từ những người khác cho nên cha muốn nói rằng bị xúc phạm không phải là một điều xấu nếu con là người biết cách bình tĩnh suy xét con có thể coi những lời xúc phạm là thước đo năng lực đó là những gì cha đã làm cha biết rằng bất kỳ sự xúc phạm nhỏ nào cũng có thể làm tổn thương đến nhân phẩm Tuy nhiên, phẩm giá không phải do thượng đế ban tặng hay người khác ban tặng, mà do chính bản thân gây dựng và gìn giữ. Nhân phẩm là sản phẩm tinh thần mà con tự mình hưởng thụ. Nhân phẩm của một người thuộc về chính bản thân người đó, nếu con nhận định mình có nhân phẩm thì con sẽ có nhân phẩm. Vì vậy, nếu ai đó làm tổn thương tình cảm, nhân phẩm của con đừng dao động, cứ tuân theo phẩm giá của mình và không ai có thể làm tổn thương con. Con trai, mối quan hệ của con với chính mình là khởi đầu của mọi mối quan hệ. Khi con tin tưởng vào bản thân và hài hòa với chính mình, con là người bạn đồng hành trung thành nhất của con. Chỉ bằng cách này, con mới có thể sùng nhục bất kinh. Cha thân mến của con, 27 tháng 2 năm 1901, Được theo.